Ngọc Ánh. Và cùng với cô nàng duyên dáng này là Xuân Quỳnh. Và trận đấu bắt đầu. Có thể nói là huấn luyện viên Nú Phước Thịnh luôn luôn khiến cho chúng ta bất ngờ. Chúc mừng cho Ngọc Ánh và Xuân Quỳnh đã có phần trình diễn thành công. Xin chúc mừng các bạn. Và với phần trình diễn này thì chắc chắn là người đầu tiên mà Phí Linh muốn